Thím Sáu, con mang qua cho thím Sáu tụi canh đu đủ nè. Trời ơi, không để bên nhà ăn, cái đem qua đây cho hoài vậy nương. Tiện một con nấu đem vô bệnh viện cho anh Hưng, cho nên á con nấu nhiều lắm, thím Sáu đừng có lo. Rồi, cảm ơn con nha. Nè, hôm trước nhờ tô canh chua con cho hen, mà thím với thằng Vui á làm hết nguyên một nồi cơm hai lon gạo luôn. Con á vừa đẹp vừa đảm đang vừa hiền nữa. Thằng Hưng thì có phước mà không biết giữ. Con biết là thím thương con cho nên mới nói vậy thôi. À, lóng rày bệnh của thím sao rồi? Ôi, thím thì sồn sồn đã qua, tuổi già chưa tới. Tao nói bộ đầu lòng với xương cốt nó rệu rã hết trơn hà, không biết là trời Phật gọi đi lúc nào nữa. Thím thì không sao, nhưng chỉ tội thằng Du vợ con chưa có. Má. Chị ơi, canh ngon quá. Má. Cái gì? Má có thấy cái con heo đất con để đâu không? Chi? Mới vừa nhét vô được mấy đồng, nó còn chưa no bụng, tính mổ bụng nó ra làm gì ha? Con có chuyện gấp lắm. Nè, Vui. Vui. Đổ bể gì trong đó vậy Vui? Dạ, đâu có chuyện gì đâu má. Vui. Dạ dạ. Cái mày. Dạ dạ, con có chuyện gấp lắm. Ủa, nương, ở chơi với má tôi nghe. Đất ơi, nhà có một con, cây có một trái, mà cái thằng nó không có nên hình nên dạng gì hết. Hỏi sao mà thím yên tâm cho được? Thím đừng có lo, ổng á, mai mốt ổng có vợ có con là ổng biết tự lo à. Được vậy thì thím cũng mừng, mà không biết là thím có chờ được tới lúc đó hay không nữa. Chàng ơi, canh ngon quá, cảm ơn con nghe. Dạ, thôi con về nha thím Sáu. Ừ. Alo, anh Năm hả? Anh có tiền không? Cho em mượn vài triệu với. Em mượn khắp nơi rồi, em đang cần gấp lắm. Vậy hả anh Năm? Dạ, cảm ơn anh Năm. Cậu gì đó ơi, cậu phải ngồi sớm này không? Cậu rành đường không chỉ giùm tôi với. Chị kiếm ai? Tôi không kiếm ai hết trơn á, mà tôi xuống đây đi làm việc. Việc của tôi nhẹ nhàng lắm, nhưng mà cần một người rành đường đi nước bước để chỉ tôi. Không mấy cậu rảnh cậu làm cho tôi nghe. Việc nhẹ nhàng, theo thời vụ mà lương cao lắm. Dưới đây á, tôi mượn gì cũng được hết á. Chỉ cần trả tiền nhiều á, là tôi mừng liền à. Vậy thì cậu làm cho tôi nghe. Nhưng mà cậu phải tuyệt đối giữ bí mật, không được nói với ai đó. 4 giờ sáng mai cậu có mặt tại cổng chợ đợi tôi. Tôi sẽ cho cậu biết làm gì cụ thể. Còn nữa nè, đây nè. Cậu cầm trước đi nha, coi như là đặt lòng tin cho cậu. Cầm đi. Với lại tôi có viết luôn cái bản cam kết rồi, cậu đọc cậu thấy rồi cậu ký vô đây cho tôi nha. Làm xong hết mọi chuyện cho tôi, cậu sẽ được 10 tờ y chang như vậy. Cái gì? Cậu sẽ được 10 tờ y chang như vậy. 10 tờ hả? 10 tờ. Gì nhiều vậy? Ừ. Thôi, không làm đâu. Sao vậy? Đừng nói với tôi á là chị kêu tôi bán heroin nha. Thôi, dạo này xì ke nó tràn lan dưới quê đó, tôi không làm chuyện dại dột gì đâu. Không hả? Có ai đi bán đồ cấm mà đi bận đồ nổi vậy cho công an bắt hả? Mà có. Công việc của tôi không bao giờ phạm pháp, nhưng cậu phải tuyệt đối giữ bí mật, không nói với bất kỳ ai là được rồi nghe. Để tôi suy nghĩ lại. Bà nội cha nữa, gì mà nặng dữ vậy? Cậu mang cái đống giấy này nè, dán khắp chợ và những điểm công cộng, những cái cây dọc con đường trong xóm,
Nói chung á, chỗ nào người ta dễ thấy nhất á thì làm, cậu nhớ chưa? Gì vậy? Tôi nghe nè. Này là gì mà nặng dữ chị? Trời ơi, lát nữa cậu mở ra rồi cậu tự biết. Vậy nhé. Này là nhỏ nương mà, làm chuyện này sao ta? Mà cái bà đó là ai? Sao bà lại kêu mình dán cái này khắp nơi? Không lẽ để bêu riếu nhỏ nương hả? Không lẽ là vợ của con trai kia? Tiền mà nó vui, bà kia bà mà biết một cái bà lấy lại tiền bà thúi hẻo luôn á. Vui ơi, trời ơi, tao không vui mà sao lúc này tao vui không nổi vậy trời. Nương này thiệt quá hư hỏng. Ủa, con gái nhà ai vậy? Ở chợ, hình như ở chợ mình. Hình như ủa gì hả? Ở chợ mình. Trời ơi, sao mà con nhìn thấy cũng đẹp quá mà sao làm chuyện gì vậy? Trời ơi, vậy vui làm gì vui? Vui làm giúp vui mày ớt gì vậy? Vui 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 làm gì ở đây vậy? Ôi, đi chợ quậy như chăm ta trời. Nó hiền. Nó ở nhà để chai gì gọt. Ừ. Quá trời, quá đắt luôn. Trời ơi. Ở cái chân á nha. Anh vui. Sao lại hành của tôi? Sao hình của tôi ở đây? Tôi biết gì đâu. Bà kia muốn tôi làm á. Dở ra tôi mới hành tôi chứ bộ. Từ đó giờ tưởng nó hiền, sao lỡ giả nai mẹ trai thì gọn gọn. Trời ơi, quá 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 qu